liên quan vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh và một số lãnh đạo thường đi chơi golf trong giờ làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới đây có báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về việc xử lý những cán bộ có vi phạm này. Báo cáo nêu rõ, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập cuộc họp có ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Ninh cùng các cá nhân liên quan. Tỉnh Bắc Ninh cũng thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của 4 cán bộ lãnh đạo là các ông Đặng Trần Trung, Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn và Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Yên Phong. Tỉnh Bắc Ninh sẽ xử lý kỷ luật hành chính các cá nhân liên quan trên, căn cứ hình thức kỷ luật của đảng, đảm bảo thống nhất toàn diện,